Thực hiện nghị quyết số 116 ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ và quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, dự kiến tỉnh Hưng Yên có trên 4.000 doanh nghiệp với 191.000 người lao động sẽ được hỗ trợ với tổng số tiền lên tới trên 600 tỷ đồng. Đến hết ngày 8 tháng 10, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã lập dự toán chi hỗ trợ cho trên 191.000 người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và đã nghỉ việc theo quy định bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp ước tính là trên 500 tỷ đồng. Mức hỗ trợ một lần cho người lao động được căn cứ theo thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và được chia theo 6 mức từ 1,8 triệu đồng đến 3,3 triệu đồng một người. Trên 4.000 doanh nghiệp được giảm mức đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0% từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022 với số tiền 125 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các đề nghị của người lao động, người sử dụng lao động nhanh kịp thời. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cơ bản hoàn thành xong cơ sở dữ liệu để lập danh sách người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp gửi đến các doanh nghiệp và người lao động, rà soát lần cuối trước khi ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ và chuyển tiền qua tài khoản cho người lao động.